Rồi, xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh channel của nhà thông minh Gobi chúng tôi. Thì ở video này mình đang có ở đây là rất là nhiều cái mẫu máy robot hút bụi đến từ thương hiệu EcoBat, Xiaomi và Medion. Và trong thời gian gần đây thì mình nhận được rất là nhiều câu hỏi của tất cả quý khách và tức là những người dùng ở trên các cái diễn đàn hỏi về cách chúng ta lựa chọn cái con robot loại nào thì cho nó phù hợp với cái diện tích nhà và cái ngân sách đầu tư, thì trên thị trường có những cái loại nào mà chất lượng tốt, hiệu quả. Thì ở đây mình đang có khá là nhiều cái mẫu đây. Thì trên thị trường thực tế ra là mẫu mã thì nó rất nhiều, đến từ rất nhiều thương hiệu và rất nhiều model. Nhưng mà sau một thời gian sử dụng và tìm hiểu, mình cũng lựa chọn ra những cái model và những thương hiệu tốt nhất để gửi tới quý vị và bạn cái video review này và những sản phẩm bên mình hiện giờ đang kinh doanh. Không phải là tất cả những sản phẩm trên thị trường nó có và nó quảng cáo đều tốt cả. Và vì thế thì thông qua clip này mình sẽ hy vọng sẽ giúp cho các bạn phần nào để giải quyết được cái vấn đề nhu cầu của chúng ta khi đầu tư một con robot, thì chúng ta nên lựa chọn loại nào cho nó phù hợp với ngân sách và với không gian nó phù hợp cho với gia đình chúng ta. Thì chúng ta bắt đầu đi từ trái sang phải nhé. Thì ở đây thì quý vị và bạn có thể nhìn thấy rằng đây là cái con EcoBat, robot EcoBat Beatbot D55. Và chúng ta có thể nhìn thấy rằng là ở đây này, mình đã phải dán luôn một cái chữ ở trên này để giúp cho quý vị và bạn có thể nhìn thấy được luôn. Bên cạnh là con T8 EcoBat T8 Max này. Thì với cái con này nhá, với cái con robot EcoBat D55 này, thì nó là một cái dòng robot mà chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái phần nhô lên này, nó là cái phần quét radar. Và với cái loại này thì chúng ta có thể điều khiển nó trên app điện thoại, chúng ta có thể vẽ được bản đồ, tạo ra tường rào ảo. Và cái con này thì nó có cái khả năng là sẽ hoạt động trong cái thời gian là tầm cỡ 80 cho đến 90 phút, và trong cái không gian diện tích nhà cũng khoảng độ tầm dưới 100 mét vuông thì chúng ta có thể sử dụng cái con này. Đó. Và cái này thì loại này nó chỉ lưu bản đồ được một tầng thôi. Ở dưới này, cái con cam này thì nó cũng có cái cảm biến chung rơi mà chúng ta có thể nhìn thấy này đấy. Ở đây thì tất cả các cái sản phẩm này thì bên mình đã phải dùng thử và để có những cái trải nghiệm tốt nhất để giúp cho quý vị và các bạn có thể tư vấn được cách sử dụng chúng ta như thế nào. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy này, các phần cảm biến của con D55 nó xuất hiện đây. 1, 2, 3, 4, 5. Tổng số là có 50 con cảm biến. So với những loại mà nó cao cấp hơn thì cái cảm biến của D55 nó ít hơn một cái. Còn ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây là cái phần hai cái phần chổi gom rác của con robot D55. Đây là cái chổi chính giữa này. Còn đây là cái bánh xe ở hai bên này. Cái bánh xe này là bánh xe di chuyển này, còn đây là bánh xe điều hướng. Còn đây là hai tiếp điểm sạc pin. Đó, còn đây là cái phần mà chúng ta sẽ lau. Thì cái loại này thì nó vừa hút vừa lau được luôn. Đó. Còn ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây là cái bấm nguồn này, đây là cái hộp chứa rác này. Ở đây thì chúng ta sẽ lưu ý rằng tất cả cái hộp chứa rác của đến từ thương hiệu EcoBat thì bao giờ nó cũng có cái phần nắp chống rơi ngược cái rác trở lại ở trên sàn này, đây đó. Và đây là cái ưu điểm điểm cộng của thương hiệu EcoBat. Và cái chỗ phần đổ rác của con EcoBat này cũng tiện hơn so với các thương hiệu khác. Đó, chúng ta chỉ mở cái lẫy này ra là được. Đó. Còn đây là phím bấm nguồn này, còn đây là nút reset wifi, còn đây là cái mã QR để giúp chúng ta có thể quét cái mã QR cho cài trên app điện thoại. Còn đây là cái phần hốc chứa nước nhá, chúng ta. Và quý vị các bạn có thể thấy rằng đây là chúng ta mở cái này ra. Bấm cái lẫy này xuống. Ta bấm cái lẫy nó xuống và chúng ta đưa vào. Đó, như này. Rút tiền ra, đấy, đưa vào. Thật rất là dễ. Còn đây là cái cảm biến va chạm này, đó quý vị các bạn nhìn thấy rằng khi robot một đường nó đi, nó chạy, nó di chuyển thì nó sẽ như này. Và bây giờ thì mình sẽ mở con robot này lên để giúp cho quý vị các bạn thấy rằng nó hoạt động như nào. Đó, khi quý vị các bạn mở cái nắp này lên thì nó sẽ lập tức là cái wifi nó sẽ nhấp nháy ở đây này. Đó. Thì cái ngôn ngữ khi mà chúng ta cài đặt thì chúng ta có thể thay đổi nó ngoài tiếng Trung thì chúng ta có thể thay đổi sang tiếng Anh. Và đây là cái bản phiên bản EcoBat nội địa hàng của Trung Quốc. Vì các cái thương hiệu lớn nhất đến từ các loại robot hút bụi này thì đều là cái thương hiệu đến từ Trung Quốc, là đến EcoBat này và Xiaomi là những thương hiệu lớn nhất. Còn ngoài ra một số cái thương hiệu khác như Fuji, Huzik đó là thực ra là nghe cái tên thì nó là tên Nhật thôi, thực tế là nó là cái hàng của các đơn vị ở Việt Nam. Họ đăng ký với cái tên của Nhật Bản. Và
cái chất lượng thì họ cũng đều đặt xuất phát từ Trung Quốc, nhưng mà nó cũng không phải là cái thương hiệu lớn. Chính vì thế thì chúng ta nên sử dụng những cái thương hiệu có mặt trên thị trường, họ chuyên làm về cái này, thương hiệu EcoVadis này. Còn mấy cái thương hiệu như Lecture thì bản chất nó cũng là thương hiệu đến từ Trung Quốc chứ không phải là thương hiệu đến từ Đức. Đó. Và sau khi chúng ta bật cái này lên rồi thì chúng ta sẽ bấm vào đây nhé. Bấm này để cho robot nó hoạt động này, nó chạy này. Đó. Lực hút của cái con EcoVadis này thì nó lên đến là 1200 PA, cũng một lực hút cũng là mức độ trung bình, là tương đối là tốt rồi. Thì ngoài ra thì có những dòng thương hiệu EcoVadis khác lấy từ thương hiệu đến từ cái model là EcoVadis T5 Neo, T5 Max và T8 thì cái lực hút của nó sẽ tốt hơn. Nó lên 1600 PA, cái chiều cao của nó từ bánh cho đến cái điểm cao nhất của cái con robot này thì nó lên đến là tầm cỡ 9 cho đến 10 cm, nên nó di chuyển cũng khá là linh hoạt. Và để mà tạo ra được cái bản đồ thì chúng ta sẽ để cho con robot hoạt động lần đầu tiên thì nó sẽ di chuyển khắp ở cái không gian trong phòng. Sau đó thì chúng ta sẽ để robot nó tự động nó quay về đốc sạc, và lúc đó thì chúng ta sẽ có một cái bản đồ đầu tiên. Khi đó thì chúng ta sẽ có thể vẽ được ra là cái tường rào ảo, chỗ nào được quét, chỗ nào không được quét, và chỗ nào robot được đi, được làm việc. Đó là những cái mà sau khi hoàn tất chu trình đầu tiên. Và cuộc sống hiện đại thì chúng ta nên trang bị cho mỗi ngôi nhà chúng ta có một cái con robot này. Thì khi về nhà chúng ta nấu cơm, hoặc chúng ta hoạt động trong gia đình nấu cơm chuẩn bị cho bữa tối, thì chúng ta có thể bật cho robot nó tự động nó chạy, hoặc là trước khi mà chúng ta về nhà chúng ta có thể điều khiển cái con robot này từ xa, từ trên app điện thoại, và chúng ta đặt một nó lịch quét hàng ngày. Ví dụ chúng ta cứ khoảng độ 4 giờ chúng ta cho robot nó quét rồi, mà khi về nhà thì nhà cửa chúng ta đã sạch sẽ gọn gàng hơn rất là nhiều. Và vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho quý vị và các bạn đến cái con robot EcoVadis DN55. Với cái phân khúc giá tiền của cái con robot này nó khoảng độ tầm 4 triệu rưỡi cho đến 5 triệu, thì chúng ta có thể lựa chọn ra con robot DN55 này để phục vụ cho cuộc sống, phục vụ cho gia đình. Đó, thì và cái thời gian sử dụng của nó thì hoạt động trong tầm khoảng 80 cho đến 100 phút, diện tích sàn ở tầm cỡ 80 mét vuông, dưới 100 mét vuông mà chúng ta có thể lựa chọn ra cái con này được. Hoạt động di chuyển khá thông minh, và cái loại này thì nó lưu được một bản đồ thôi. Còn những loại thông minh hơn, đắt tiền hơn thì nó sẽ lưu được 3 bản đồ, và chúng ta có thể chia phòng ra. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với con robot EcoVadis T8 Max. Đây là cái dòng phiên bản cao cấp đến từ EcoVadis này. Và với cái loại này thì chúng ta không chỉ là có lau thông thường, cái loại này thì nó có cái thời lượng pin cũng khá là tốt, lên đến 5200 mAh, và đây là cái thời lượng pin lớn nhất hiện giờ ở các loại robot hiện đại. EcoVadis thì có T8 Max, T8 IV, T8 Plus, mà thì còn của Xiaomi thì có S6 Max. Và chúng ta có thể nhìn thấy rằng là đây là trước mắt cái con này nó khác biệt với những cái con phổ thông, là cái con này nó có cái phần camera, nó sẽ quét được. Nó ngoài hai cái, nó có hai cái phần, một là phần radar thì quét bản đồ, phần thứ hai nữa là cái camera, là camera AI để có thể giúp cho con robot nó di chuyển nhanh hơn, tránh né các cái đồ vật ở trên nhà, ví dụ như là giày dép hoặc là những cái đồ khác nó không va chạm vào, mà nó sẽ lập tức tránh né. Và có ưu điểm rất là lớn đó là khi mà chúng ta vô tình chúng ta để các cái dây sạc chúng ta để ở trên sàn, mà vô tình bình thường các con robot ở phân khúc tầm trung và rẻ hơn thì nó sẽ đi qua và nó cuốn vào, nếu như nó cuốn nó cũng siết quá mạnh, đôi khi là bị kẹt lâu ngày mà chúng ta không gỡ nó ra thì có thể nó sẽ bị
hỏng cái động cơ của cái con robot đó. Thì cái con này ở dòng phân khúc là cao, giá tầm hiện giờ bên mình đang bán với giá của cái con này là 9.250.000, đã bao gồm kèm theo cho quý vị và các bạn một cái chai nước depot này. Hiện giờ thì với cái chương trình khuyến mại này thì nó diễn ra chỉ trong tháng 4 thôi. Nếu như quý vị nào mà có nhu cầu mua cái sản phẩm robot bên mình thì bên mình sẽ tặng cho quý khách là một cái can lau dành riêng cho robot. Loại này là loại 2 lít nhé. Và ngoài ra thì quý vị các bạn sẽ được tặng thêm một cái thẻ voucher trị giá 100.000 cho lần mua hàng tiếp theo. Đó, còn giới thiệu quay trở lại là với giới thiệu cho quý vị và các bạn con T8 Max này. T8 Max này thì thông số kỹ thuật của nó thì đường kính của nó tầm 35-36 cm. Thì con này thì mình sẽ nhìn trông nó to hơn một chút so với cái loại DN5 ở ngay bên cạnh này. DN5 thì nó bé hơn, còn con này là to hơn. Còn cái chiều cao chênh lệch của nó từ dưới sàn cho đến cái điểm cao nhất này của nó là 9.5 cm. Pin của con này là 5200 mAh. Còn cái hộp chứa nước này của nó là 2000. Cái hộp chứa nước này nó là 240 ml. Con này là vừa hút vừa lau đồng thời luôn. Và cái loại này thì ngoài cái đế lau thông thường này ra thì chúng ta sẽ có một cái đế lau rung. Đế lau rung thì nó sẽ giúp cho nó sẽ trà trên sàn nó rung như này để sao cho cái sàn chúng ta sạch nhất. Thì nếu như ở một cái không gian diện tích mà chúng ta thường xuyên chúng ta lau ấy thì chúng ta có thể sử dụng cái loại lau thông thường, nó cũng tương tự như cái EcoBath của DN5 này. Còn nếu như ở một cái sàn mà chúng ta thỉnh thoảng chúng ta mới lau thì đôi khi là nó có nhiều cái bụi bẩn hoặc là những cái vết bám trên sàn, chúng ta sẽ chuyển sang chế độ dùng cái độ lau rung để sao cho cái sàn chúng ta sạch nhất. Còn đây ở phần mở lắp này ra, chúng ta sẽ nhìn thấy là đây là cái hộp chứa rác, kể cả dòng phân khúc chung và cao cấp thì nó đều có thiết kế nó giống nhau, có hộp, có quai sách. Và đây là cái nút nguồn này, đây nút reset wifi này, đây là dụng quét mã QR này, chúng ta có cái app điện thoại kết nối với cái con này. Và đây là cái chổi để chúng ta vệ sinh cho con robot. Ở quý vị và các bạn nhìn thấy đây là cái lưỡi dao này. Để cái chổi chính chúng ta sau khi chúng ta quét này thì trên sàn nó rất nhiều tóc nó vướng vào cái chổi chính, và để loại bỏ nó một cách dễ dàng thì chúng ta sẽ đưa cái này vào, móc vào và chúng ta giật nó ra. Thì để tránh cái việc robot nó bị quá nhiều các cái bụi bẩn nó bám vào, tóc nó bám vào thì quét nó sẽ giảm hiệu quả của robot đi. Cái loại này thì với cái thời lượng pin 5200 mAh thì nó sẽ dùng cho một cái sàn một lần sạc đầy, thì chúng ta có thể sử dụng nó lên đến hơn 200 m2 đó, hơn 200 m2 cho lần sạc. Bởi vì mỗi lần con robot này nó đi thì nó sẽ di chuyển ngày càng linh hoạt hơn, bởi vì cái camera của nó là camera AI, và mỗi lần đi thì nó sẽ vẽ lại bản đồ và cho nó sẽ tối ưu vấn đề di chuyển làm sao đi nó nhanh nhất, hiệu quả nhất. Thì cái con này nó hoàn toàn đáp ứng được. Pin khỏe này, sử dụng sàn rộng này, hoặc là chúng ta có thể sử dụng sàn cho chung cư, hoặc là chúng ta sử dụng cho một cái mặt sàn nhà tầng, chúng ta đều có thể làm được. Bởi vì con này thì nó cứ lưu bản đồ được 3 tầng, chia ra nhiều phòng, và mỗi phòng chúng ta sẽ cài đặt một lịch hẹn giờ để cho nó chạy cũng được. Cái này là tùy biến rất là cao. Và chúng ta có thể xem camera ở trên ngay con robot này. Thì sắp tới thì mình sẽ gửi cho quý vị và các bạn cái riêng cái bài review của cái con T8 Max này nhé. Đó. Nếu như quý vị nào đang có nhiều quan tâm thì có thể lựa chọn cái con T8 Max này. Đây là dòng phân khúc tầm khá rồi. Với giá tiền nó khoảng là 9.2 triệu, đi với kèm theo một cái chai nước lau sàn tặng cho quý vị và các bạn trong khi chúng ta mua hàng, trong thời gian mà chúng ta mua hàng trong tháng 4 năm 2021. Một can lau nước dành riêng cho robot. Trị giá của nó là lên đến 160.000 cho một can như này, can 2 lít. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển sang để review nhanh con EcoBath T5 Neo. Và mình đã có gắn luôn cái tên của nó ở đây nhé, quý vị và các bạn nhìn thấy này. Đấy, thì ở cái con T5 Neo này thì mình cũng chia sẻ thật với quý vị và các bạn, đây là những cái dòng T5 này hiện giờ ở bên Trung Quốc thì là những hàng mà trưng bày ở tại showroom, và hiện giờ thì họ gom lại và bán với cái giá tiền thì nó sẽ rẻ hơn. Hàng này hàng chưa qua sử dụng, nó chỉ để tại showroom thôi. Đó, quý vị và các bạn nhìn thấy kiểu dáng màu sắc cũng khá là đẹp. Cái này là cái phần radar nó nhô lên này. Cái độ cao chênh lệch của nó cũng thì cũng tương tự như các cái dòng EcoBath mà có cái bản đồ mà nó có phần nhô lên là radar này thì cũng tương tự giống nhau thôi. Chiều cao của nó từ dưới này lên là 9.3 cm. Pin của con này thì 3200 mAh. Lực hút của cái này thì nó là 1500 PA.
Đó. Thì ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng các phụ kiện đi kèm theo của cái con này thì bao giờ một hộp chứa rác này, một cái chổi để quét này, để vệ sinh này, đây là cái phần hộp chứa nước này. Đó. Chúng ta sẽ gắn thêm cái chổi lau vào đây và khi di chuyển thì con robot sẽ thực hiện đồng thời vừa quét vừa lau luôn cùng một lúc. Đó. Nút reset wifi, nút bật nguồn. Đó. Cái con này thì cái lực hút và cái thời lượng pin của con này thì nó 3200 thì nó sẽ di chuyển theo khoảng độ tầm cỡ dưới 150 mét vuông cho một lần sạc. Và những cái con này thì cũng khá thông minh, và khi mà chúng ta sạc mà robot nó đang di chuyển mà nó gần hết pin ấy, ví dụ là khi robot nó lau được một nửa cái nhà thì khi ở lúc đó mà robot nó gần hết pin nó sẽ quay về sạc, và khi sạc đầy nó sẽ quay trở lại đúng cái vị trí mà nó chưa quét, nó sẽ tiếp tục nốt cái hành trình còn lại để quét trong một cái ngôi nhà đó. Cái con này thì cũng lưu bản đồ được 3 tầng. Lực hút thì so với cái con Theta Max nó sẽ yếu hơn và nó không thông minh bằng ở cái thiếu ở cái cụm camera phía trước. Đó. Nó lại không có khả năng lau dung. Và cái con này thì phù hợp cho các gia đình thì có cái diện tích nhà khoảng độ tầm cỡ 130 mét vuông, 150 mét vuông cho nó phù hợp. Giá tiền của con T5 Neo thì bên mình đang bán với cái giá đó là 5 triệu 200 nghìn. Tất cả sản phẩm này thì bên mình đang tặng kèm cho khách hàng một cái chai lau nước Depot nhé, với giá trị của nó là 160 ngàn cho một can 2 lít. Trưng bày như này thì bên mình sẽ bảo hành cho quý vị và bạn trong thời gian 6 tháng, còn những cái sản phẩm mà nó hàng mới chuẩn 100% thì bên mình sẽ bảo hành cho quý vị và bạn trong thời gian là 12 tháng. Đây, ví dụ như con T8 Max này, con T5 Max và T8 AVI thì bên mình sẽ bảo hành cho quý vị và bạn trong thời gian là 12 tháng. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ sang với cái con robot Xiaomi Mi Pro. Đây là cái dòng phân khúc tầm trung của Xiaomi, và cái loại này thì nó cũng có cái thiết kế màu đen, và chúng ta có thể nhìn thấy rằng là đây là nút nguồn này và đây là nút home, nó quay trở lại cái đốc sạc này. Đó, trên này thì cũng có một cái radar này, đây là phần kia là phần đốc sạc của cái con robot này nhé. Với cái loại của Xiaomi ấy, thì nó chỉ có một chổi thôi, đây này, chỉ có một chổi cạnh thôi, còn tất cả thương hiệu đến từ EcoVadis thì nó sẽ có hai cái chổi gom rác xung quanh. Mỗi hãng thì nó sẽ có một cái thiết kế và một cái quan điểm riêng để vấn đề là hoạt động của robot và để tạo ra một cái đặc trưng. Đó, thì ở các cái dòng robot khác thì nó cũng có khá là nhiều của Xiaomi, nhưng mà mình lựa chọn phương tầm trung trở lên để giúp cho quý vị và các bạn hoạt động cách ok nhất, tốt nhất. Thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cũng tương tự như EcoVadis thì ở đây nó cũng có một cái chổi để giúp cho robot có thể vệ sinh được cái chổi chính và cái chổi bên cạnh. Còn đây là cái hộp gom rác, và chỉ riêng của cái con mẫu Mop Pro này thôi thì chúng ta sẽ thấy rằng vừa gom rác vừa chứa nước để lau cho cái con cho để lau cho cái sàn chúng ta. Đây, cái phần bên này. Đó, quý vị các bạn nhìn thấy là đây, cái phần bên này là phần chứa nước này. Còn đây là hộp chính của nó, sẽ là hộp gom rác này. Đó. Và con này thì mình đang sử dụng quét cho ở văn phòng, và để mà có những cái bài review mà tốt thì bên mình trực tiếp bên mình đã phải trải nghiệm, bỏ ra dùng thử trải nghiệm và để đem đến cho quý vị và các bạn những cái review trung thực nhất, hiệu quả nhất, để tránh cho cái việc mà chúng ta khi mà chúng ta mua mà chúng ta lại không thấy hiệu quả, chúng ta mất thời gian công sức, chúng ta tiết kiệm tiền mua mà nó lại đem lại hiệu quả nó không cao thì chúng ta lại hơi lãng phí. Bởi vì là có rất nhiều khách hàng bên mình đầu tiên cũng tìm lựa chọn mua con robot và cũng lên trên mạng internet tìm các cái sản phẩm đó và mua một cái con sản phẩm nó chỉ khoảng độ tầm cỡ 500-600 ngàn một con thôi. Nhưng mà với cái loại mà 500-600 ngàn một con thôi thì thật sự ra là giá thì rẻ thật nhưng mà hiệu quả nó sẽ không có. Bởi vì là 500-600 ngàn thì pin nó rất là nhỏ và nó bé chỉ bằng chưa đến một nửa của cái con robot này, và nó như cái đồ chơi ấy. Thì dùng cái đấy thì chắc chắn là một điều nó không hiệu quả thật sự. Còn Xiaomi Book Pro này, nó là phiên đây là phiên bản phiên bản quốc tế, thì chúng ta sẽ cài một cái app từ trên điện thoại và nó sẽ có phần tiếng Việt, và chúng ta sẽ cũng tạo ra các bản đồ, tạo ra các hàng rào ảo, tạo ra cái thời gian mà chúng ta sử dụng. Còn tất cả cái EcoVadis ở đây mình đang có, nó là EcoVadis đến từ
EcoBat nội địa của Trung Quốc để tối ưu về mặt chi phí đầu tư, chúng ta nên sử dụng cái EcoBat nội địa của Trung Quốc, bởi vì phần EcoBat của phiên bản quốc tế thì bao giờ nó đắt khá hơn khá là nhiều. Ví dụ một con T8 Max như kia xuất đi nước ngoài thì nó là T8 quốc bản quốc tế, nếu mà bản quốc tế của nó thì dư vào khoảng tầm 14 cho đến 16 triệu, nó tùy từng nơi bán đó. Còn với phiên bản nội địa chúng ta thì chỉ bỏ ra khoảng 9 triệu 2 thôi, hoặc là đến 9 triệu rưỡi tùy từng điểm người ta bán. Thì quý vị và các bạn đã thể sử dụng được cái công nghệ lau nhà cực kỳ là tốt, chúng ta ở rất là gần, chúng ta có thể mua được với giá thì nó rất là hợp lý. Thì sắp tới thì mình sẽ có một cái bài review riêng của cái con Moc Pro này nhé. Moc Pro thì hiện giờ bên mình đang bán với cái giá đó là 7.800.000, thời gian bảo hành là 12 tháng. Đó, cái kiểu dáng mẫu mã của con robot này chúng ta đây, mình xoay mặt trước mặt sau cho quý vị và các bạn cùng xem. Đó. Đây nhá. Đây là cái phần sạc của con robot này, và đây là cái chỗ một cái lưỡi mà chúng ta sẽ bóp vào, chúng ta mở ra. Đây là cái chuồn chổi lau của con robot Moc Pro này. Ở bên mình thì sẽ bán cái phiên bản của con của Xiaomi ấy, thì từ Moc Pro trở lên cho đến Xiaomi S5 Max, S6 Max. Hiện giờ thì Xiaomi S5, S6 Max thì đợt này là hàng bên mình đã hết, thì hôm tới này hàng sẽ về và có thêm một cái mẫu model mới, đó là robot của Xiaomi có khả năng gom rác, nó có một cái thùng rác nó cao cao này, nó cũng tương tự như cái con T8 Plus của EcoVadis. Đấy, và khi mình đẩy con robot này vào, nó chạm vào cái phần đốc sạc kia, nó sẽ báo là bắt đầu thực hiện việc sạc. Và cái loại này của con Xiaomi này thì nó sẽ sử dụng cho cái sàn khoảng độ tầm cỡ 100m² trở lại. Đó. Tiếp theo thì hàng đây là hàng robot Medion. Với cái loại này thì có rất nhiều các diễn đàn thì bảo đây là cái hàng của Đức, thực tế ra thì nó cũng tương tự như các cái mẫu model khác. Thì cái này thì thực ra là cái tên có thể là nhãn hiệu của Đức, nhưng mà thực tế ra cái hàng này, hàng sản xuất thì sản xuất tại Trung Quốc. Mình thôi mình cứ bán, mình cũng nói thật, chia sẻ thật với quý vị và các bạn nó như thế. Còn cái này thì chúng ta có thể ở đây mở lắp nó ra này. Phần bên trong thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây này, nó cũng có một hộp chứa rác, một cái quai sách. Nó như này, nó sẽ một hộp chứa rác riêng và hộp lau riêng, một hộp chứa nước để phục vụ việc lau. Ở đây thì cũng có một cái chổi để chúng ta có thể vệ sinh được. Đó, ấn này vào. Cái loại này thì nó cũng có dùng hai cái chổi hai bên để gom cái rác này vào. Cái nút đây, nút start này. Đây là ở đây có một nút nguồn nha quý vị nhé. Đấy, ở bên cạnh bên rìa này. Bên rìa chúng ta sẽ nhìn thấy một nút nguồn này, hoặc là nút chúng ta cắm trực tiếp vào đây. Hoặc là robot nó có thể có cái tiếp điểm sạc ở dưới phần bụng này, mà chúng ta có thể đây này. Đây nhá. Phần bụng của robot này sẽ có cái hai cái tiếp điểm này. Cắm thẳng vào kia, đây là bánh xe điều hướng này, đây là cái chổi gom hai bên này. Bánh xe có thể di chuyển với độ cao chênh lệch nó cao hơn một chút. Ở đây chúng ta có bánh xe này, với bánh xe này có di chuyển với độ cao chênh lệch là 2cm. Ở đây là cái miếng dán để lau sàn. Đó. Cái phần hốc này thì mình so sánh với cái hàng của Xiaomi EcoBat thì cái phần hốc này thì nó sẽ bé hơn một chút này. Đây mình sẽ lật cái này lên giúp cho quý vị và các bạn xem nhé, so với Xiaomi Moc Pro đấy nhé. Đó. Đây là con Xiaomi Moc Pro này. Khi thời gian trên sàn nó hoạt động được cũng khá là dài rồi. Thì chúng ta nhìn thấy này. Con anh bỏ ra anh dùng thực tế luôn này. Đó. Cái chỗ này này, khi mà quét ấy, chúng ta sẽ nhìn thấy trong dây chúng ta sẽ có rất nhiều cái tóc hoặc là những cái sợi nhỏ này nó quấn vào cái chổi chính này. Thì chúng ta sẽ phải dùng cái lưỡi dao nhỏ mà lúc nãy mình đã có chia sẻ với quý vị các bạn, chúng ta sẽ đưa vào đây móc và chúng ta sẽ loại bỏ nó đi. Còn đây là cái vị trí cảm biến của cái con Moc Pro này, 1, 2, 3, 4. Cái con này thì nó sẽ có 4 cái cảm biến chống rơi. Cái con cảm biến này thì vừa tác dụng chống rơi, thứ hai nó vừa có tác dụng là sẽ kiểm tra với cái chất lượng trên sàn này, mật độ bụi nó đã ok chưa, tốt chưa. Nếu tốt rồi thì nó sẽ dừng cái việc quét lại. Thì tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn cho quý vị các bạn cách chúng ta sẽ loại bỏ cái rác này luôn, cái lô cuốn này.
Quý vị và các bạn có thể thấy rằng là cái con đây là Xiaomi Mi Pro này hay EcoBuds nó đều có những cái gom và một cái chổi nó quét lên. Còn thương hiệu Medion thì nó sẽ chỉ có cái chổi gom rác bên đây, nó có cái hút luôn chứ nó không có một cái chổi quét chính ở giữa này nữa. Đấy, nó không có. Ở đây thì cũng có cái con này thì cũng có cảm biến chống rơi này, các vị trí như này, 1 này, 2 này, 3. Ở đây chỉ có 3 con thôi. Và cái con này thì nó sẽ không có cái tường rào ảo như chúng ta vẽ trên bản đồ, bởi vì tất cả những cái loại mà chúng ta có thể vẽ trên bản đồ được ấy thì nó phải có phần cái radar nó nhô lên trên này thì nó mới quét được bản đồ, và chúng ta sẽ tạo ra cái tường rào ảo từ trên cái app điện thoại đó. Còn với những loại không có radar như này thì chúng ta sẽ không thể tạo ra được cái bản đồ đó. Medion thì có đưa ra một cái đây gọi là cái hàng rào vật lý. Ví dụ chúng ta gần đến chỗ vị trí chúng ta không mong muốn vấn đề quét, chúng ta sẽ bật kè nó lên và khi robot đến đấy nó sẽ dừng lại, không chạy nữa, nó sẽ quay trở lại, không vượt qua được hàng rào vật lý này đó. Thì giá của con robot này hiện giờ thì bên mình đang bán với giá nó là 4.800.000. Và đây là cái hộp chứa rác của cái con robot Medion này, thì chúng ta nhìn thấy rằng cái hộp chứa rác này thì nó cũng ở mức độ vừa vừa thôi. So với EcoBuds mình nhìn cảm quan là thấy nó sẽ nhỏ hơn. Và cái loại rác này thì chúng ta sẽ có, đây là hộp chứa rác riêng và cái để chúng ta sẽ lau riêng. Và chính vì thế thì cái thời gian để mà cái con robot này hoạt động ấy thì nó sẽ gấp đôi thời gian so với các cái con EcoBuds hoặc là đến Xiaomi, bởi vì là cái quá trình của nó là hai quá trình độc lập, có quét có lau nhưng mà là hai quá trình nó tách rời nhau, không phải là cùng một lúc đó. Và cái hộp này thì nó cũng nho nhỏ, trông nhìn nó bé hơn. Còn đây là cái điều khiển của con robot này, thì chúng ta có thể thiết lập cho nó là cái thời gian chúng ta chạy hoạt động như nào, có thể di chuyển bắt nó sang trái, bắt nó sang phải, đó là một cách cũng khá là dễ. Nhưng mà mình thì với cái điều khiển như này thì nó sẽ phù hợp với những người mà chúng ta không quen xài trên app, thì chúng ta chỉ xài bằng cái này thì cũng tương đối ok. Cái thời gian hoạt động của cái con robot này khi mà sạc đầy thì nó hoạt động được thời gian là 90 phút. Lực hút của nó thì tùy theo cái cảm biến của nó hoạt động thì hoạt động lực hút được từ 1.300 đến 1.800 PA. Còn cái này thì có cái đường kính thì nó nhỏ hơn so với các cái con robot đến từ thương hiệu EcoBuds, và mình sẽ đo cho quý vị các bạn đây nhìn thực tế luôn cái này nhá. Đó, cái này thì đường kính nó có 30 cm thôi, nó nhỏ hơn một chút. Còn tất cả thương hiệu EcoBuds thì nó phải từ 35 trở lên. Xiaomi cũng tương tự như thế. Con này thì bé hơn. Và con này sẽ phù hợp với điều khiển các gia đình chúng ta không quen xài app, chúng ta có thể dùng cái con này cũng được. Còn cái này thì cái thần riêng của nó đó, cái phần mà lau ấy, thì nó sẽ phải lau riêng, chúng ta gấp đôi thời gian lên. Bình thường chúng ta quét hết một độ 45 phút thì chúng ta sẽ lau cũng mất 45 phút nữa thì tổng thời gian hết 90 phút. Cái trọng lượng của con này là 1,9 kg. Thời gian sạc pin của con này để cho nó sạc đầy được thì mất 4,5 giờ. Còn tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái thương hiệu EcoBuds T8 AV ở đây. Và đây thì mình sẽ lôi cái con T8 AV dịch ra ngoài một chút, bởi vì ở khu vực kia thì nó cũng khá là nhiều các dây dợ, trông nhìn nó cũng hơi vướng, bởi vì là vừa rồi mình đang thay đổi một chút cái không gian ở bên trong này. Sắp tới mình sẽ để tất cả robot này nó lên trên giá, trên kệ thì nó sẽ gọn gàng hơn, sạch hơn, tiện hơn. Ở đây thì chúng ta sẽ tập trung vào cái con robot T8 AV này nhé. Thì mình đã có một cái bài review riêng cho con robot T8 AV này rồi. Hôm nay trong cái buổi tổng quan chia sẻ với tất cả quý vị và bạn những mẫu robot này thì để làm sao cho nó phù hợp riêng. Hôm đấy thì test thử các tính năng công dụng của nó, test lau sàn, lau xích thì tất cả mọi thứ rồi. Nhưng thì cái loại này nó sẽ phù hợp cho những cái đối tượng khách hàng như nào? Thứ nhất là những khách yêu thích về công nghệ, thứ hai nữa là nhà sàn rất là rộng. Sàn nó khoảng tầm 200 m² thì nó khá là thích hợp. Nhà có trẻ con hoặc vật nuôi nữa thì nó cũng là một cái mà cái con T8 AV nó rất là phù hợp. Đó, bởi vì sao, nó có ngay cái camera ở phía trước này. Đây là hàng nguyên siêu nên mình cũng chưa bóc cái này ra. Hàng đến mẫu để đây trưng bày để giúp cho quý vị các bạn có nhìn thấy thực tế cái sản phẩm nó như nào. Vì công nghệ thì bây giờ là thông qua cái clip này thì đôi khi quý vị và các bạn có thể ở nhà chúng ta cũng có thể theo dõi và có thể đánh giá được những cái loại sản phẩm nào mà nó phù hợp nhu cầu thông qua các cái video giới thiệu
đến từ các cái YouTube, kênh YouTube của bên mình hoặc là các cái YouTube của các đơn vị khác, thì chúng ta sẽ tham khảo trước khi chúng ta mua. Đó, đây mình bóc cái giấy siêu được ra. Đó. Đây, quý vị các bạn nhìn thấy. Đây là hộp chứa nước của cái con T8 này nhá. IVVE này. Con này thì vừa quét vừa lau đồng thời. Đó. Còn đặt lên là chúng ta sẽ nhìn thấy đây là nút nguồn này. Đây là cái phần hướng dẫn sử dụng cơ bản của cái con T8 này. Đấy. Chúng ta nên để ở khoảng cách như nào với cái đốc sạc như này. Đó. Tất cả là chúng ta nên để đốc sạc ở vị trí thuận lợi, không bị vướng, không bị vật cản để giúp cho robot nó di chuyển về cái điểm sạc một cách thuận tiện. Đấy, chúng ta sẽ lắp những cái chổi quét bên cạnh. Đây là nút nguồn, reset wifi, hộp chứa rác, quét mã QR. Đây là cái chổi để vệ sinh. Thì con này thì cũng giống như con T8 Max thì hoặc T8 Plus, thì cái này ngoài cái đế lau thường này ra thì chúng ta sẽ có một cái đế lau dung. Đế lau dung thì vừa rồi mình đã giới thiệu con T8 rồi cho quý vị các bạn hiểu cái cách sử dụng mà chúng ta nên sử dụng ở cái không gian như thế nào. Ví dụ như sàn chúng ta cũng để một tuần chúng ta vệ sinh một lần thì chúng ta sẽ dùng con đế lau dung, còn nếu như chúng ta lau sàn hàng ngày thì chúng ta sẽ sử dụng một đế thông thường thôi, bởi vì con này đi kèm theo cả hai cái đế, một cái đế sạc, một cái đế lau thường, một cái đế lau dung. Đó. Còn đây là cảm biến, và dưới này thì chúng ta sẽ lật cái con này lên, chúng ta sẽ nhìn thấy này. Đấy. Và khi mới mua ấy, thì đương nhiên là các quý vị các bạn sẽ nhìn thấy là đây chỗ này lắp hai cái chổi màu xanh, màu đỏ và một chổi màu xanh. Ở đây mình chưa lắp. Đó, đây là cái chổi chính. Còn đây là cái bánh xe di chuyển chính của cái con này. Còn đây bánh xe điều hướng. Cái lốp xe của con T8 này nó sẽ khác biệt hơn những cái dòng phân khúc thấp hơn. Ví dụ như T5 Max, T5 Neo hoặc là DN05. Đó. Các cảm biến của cái con T8 AV này nhé thì nó sẽ nhiều hơn này. Quý vị các bạn nhìn thấy này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 6 cái cảm biến. Đó. Đây là cái chổi chính của nó này. Tất cả phụ kiện của các dòng P5 của EcoVat hoặc Xiaomi đến bên mình đều có sẵn. Nên quý vị và các bạn sau khi dùng một thời gian xong, cái chổi này nó bị mòn, nó bị kém chất lượng đi, thì quý vị và các bạn nên thay thế, thì hãy liên hệ với bên mình thông qua số điện thoại 0355003 để bên mình có thể tư vấn để giúp cho quý vị và các bạn mua hàng một cách thuận tiện. Và thứ hai là chúng ta nên thời điểm nào chúng ta nên kiểm tra, nên thay thế nó, thì đó là một cái mà bên mình sẽ chăm sóc khách hàng sau khi mà quý vị bạn thời gian sau một thời gian sử dụng. Thì với những khách hàng đã mua hàng bên mình thì bên mình sẽ có một chính sách giá ưu đãi hơn cho những khách hàng mà mua các phụ kiện đó. Thì về cái thông số kỹ thuật của cái con T8 AV này thì có thời lượng pin là pin 5200 mAh, lên nó hoạt động trên cái sàn nó là tổng 200-230 m² đều được. Và cái này thì có cái lực hút nó lên đến 1600 PA, lực hút khá là mạnh và chúng ta có thể lưu bản đồ được 3 tầng. Và có ngoài ra thì nó có thêm một cái camera để giúp cho con robot này nó di chuyển một cách thông minh linh hoạt và nó có thể tránh né được những cái đồ vật ở trên nhà, ví dụ như là nhà chúng ta có trẻ em hoặc là những động vật nuôi, thì với những con vật nuôi đó vô tình cho nó bậy ra sàn thì cái con robot này nó có cái phần cam này nó có thể tránh và nó né được. Nó cũng giống như con người mà nó thuật toán nó ngày càng thông minh hơn, thì mỗi lần đi nó sẽ di chuyển, nó sẽ tối ưu vào bản đồ. Hoặc là nhà chúng ta có những cái dây điện, dây sạc điện thoại do vô tình vứt trên sàn thì cái con robot này nó sẽ không đi vào những cái chỗ đó để gây lên cái hiện tượng là nó bị kẹt động cơ, kẹt cái chổi quấn. Thì mình đã có bài review riêng về con T8 AVE này rồi. Quý vị nào mà chưa có xem thì quý vị các bạn hãy xem lại cái phần mô tả của cái video này nhé. Mình sẽ để cái phần thông tin bên dưới. Thì quý vị và các bạn hãy xem lại hoặc là vào cái danh sách phát tìm cái T8 AVE. Đó. Đây,
là cái con T5 Max. Với cái dòng phân khúc tầm T5 Max này thì giá tiền nó vô cùng hợp lý với cái hiệu quả sử dụng của nó. Ở phân khúc tầm trung thì đây là một lựa chọn không thể mà bỏ qua được. Thì quý vị các bạn hãy lưu ý nhé. Với cái thời lượng pin của nó lên đến 5.200 mAh, đó một cái thời lượng pin cũng khá là khủng và nó không thua gì con T8 IV. Nó chỉ thua con T8 IV là ở cái chỗ cái khả năng lau dung là một, hai là cái phần camera, đó là hai cái mà nó yếu điểm hơn so với T8 IV. Còn thời lượng pin con này thì sẽ dùng cho sàn 200 m². Nếu như quý vị nào mà có nhà mà nó sàn nó khá là rộng, ví dụ sàn chung cư chúng ta có một cái sàn khoảng tầm 150 m² trở lên thì chúng ta cũng nên sử dụng cái loại này rồi, tầm 120 150. Thường thường chúng ta sẽ mua mua cái con robot nó sẽ dư công suất ra một chút, ví dụ sàn chúng ta 120 chúng ta có thể mua như con T mắc này được rồi. Và hoặc là nhà chúng ta có ba bốn cái tầng mà việc mà chúng ta cứ phải bê lên bê xuống nó bất tiện thì chúng ta có thể là mua. Ví dụ chúng ta ngân sách là 15 triệu, chúng ta chia ra chúng ta mua khoảng 3 con này lần lượt là 3 tầng khác nhau để chúng ta không phải bê lên bê xuống từng tầng một, nó cũng hơi hơi phiền một tí đó. Và thời lượng pin của cái con này thì nó sử dụng hoạt động thì cũng khá là mạnh, pin của nó thì như vừa chia sẻ và cái thời lượng là cái lực hút của con này thì nó lên đến 1.500 PA, lưu bản đồ 3 tầng. Phụ kiện của con T5 này cũng khá là dồi dào, rất là dễ, và mình đã có một cái bài review để chạy thử test thử cái con này rồi, và quý vị và các bạn hãy xem ở cái phần mô tả của cái video này nhé, hoặc là vào danh sách phát tìm cái T5 Max thì bên mình đã có một chia sẻ riêng và cái này rất là chi tiết rồi. Thì đó là những cái sản phẩm mà bên mình đang kinh doanh, và hiện giờ thì có những cái dòng rất là phổ thông và có độ bền hiệu quả với cái giá rất là phù hợp. Hiện giờ bên mình đang bán với con T5 Max này với cái giá nó là 6.600.000 đồng, đã bao gồm một cái chai nước lau sàn cho robot trị giá 160.000 đồng, và tặng kèm cho quý vị và các bạn trong cái thời gian tháng 4 này là một cái phiếu voucher mua hàng trị giá 100.000 cho lần mua hàng tiếp theo. Đó. Quý vị nào mà đang có nhu cầu quan tâm cái sản phẩm như thế này thì hãy nhanh tay đặt hàng ngay để chúng ta sẽ có một cái lựa chọn chính xác và có một phần thưởng cũng khá là hấp dẫn trong thời điểm tháng 4 đấy nhé. Đây, còn T5 thì chúng ta nhìn thấy này, cũng có nút gạt này, nút reset wifi này, mã quét mã QR này, cái loại là cái chổi để vệ sinh này, đây là cột chiếu bụi này, và cái con T5 Max này, tất cả thương hiệu EcoVadis đấy thì phụ kiện nó đi kèm theo thì cũng rất là đầy đủ. Sau lần sử dụng đầu tiên chúng ta có thể thay, chúng ta đã có sẵn các phụ kiện chúng ta thay thế cho lần tiếp theo, cho lần thứ hai chúng ta sử dụng, ví dụ như là cái miếng này chúng ta sẽ có thêm một cái miếng lau một lần này, cái chổi để chúng ta sẽ có thêm một bộ chổi nữa này đó. Còn cái một vài cái phụ kiện nhỏ nhỏ khác thì nó đã có sẵn trong đấy rồi. Về cơ bản chúng ta sau khi một lần sử dụng chúng ta bị phải cần thay thế thì là thì các bạn đã rất là đầy đủ. Và vừa rồi thì mình đã giúp cho quý vị và các bạn đi nhanh qua những cái con robot hiện giờ bên mình đang kinh doanh và bán những sản phẩm này. Thì thực ra bên mình cũng không hẳn là cái đơn vị mà có nhiều cái loại sản phẩm, nhiều model sản phẩm nhất, nhưng mà với cái chất lượng kiểu dáng mình đã lựa chọn để làm sao tối ưu nhất cho những khách hàng mà đang có nhu cầu mua ở từ phân khúc tầm trung trung cho đến phân khúc tầm cao, thì đó là những cái con robot mà bên mình đang bán và hiện giờ trên thị trường thì cũng quý vị và các bạn có thể tìm mua được những sản phẩm này, không chỉ là bên mình mà có thể các đơn vị khác cũng họ hiện giờ họ cũng đang bán. Cái mà chúng ta có thể lựa chọn ra là tìm đơn vị nào uy tín để chúng ta có thể đặt niềm tin là chúng ta mua hàng, và để sau này khi mà robot nó có sự cố thì chúng ta sẽ nhận được cái chính sách bảo hành và những phụ kiện chúng ta đầy đủ nhất. Thì hy vọng rằng là video này thì sẽ giúp cho quý vị và các bạn có thể giải đáp được, nắm được những cái thông tin, những sản phẩm trên thị trường hiện giờ đang có và cái mức giá tầm tiền nào cho nó phù hợp cho cái gia đình cũng như là cái ngân sách của chúng ta sao cho nó phù hợp nhất. Thì hy vọng rằng quý vị và bạn đã hiểu hơn về các sản phẩm robot này. Thì quý vị nào mà thấy video bên mình đem lại những ý nghĩa, những hiệu quả đó thì quý vị và bạn hãy ủng hộ bên mình bằng một like, một share hay một subscribe. Hoặc là quý vị và các bạn có người thân, người quen đang có nhu cầu
mua sắm các sản phẩm này thì quý vị và bạn hãy chia sẻ với họ để giúp họ có một cái cách nhìn tốt nhất về sản phẩm về robot. Còn nếu quý vị các bạn muốn mua sản phẩm bên mình thì hãy liên hệ thông qua số điện thoại 0355 003 03 để bên mình có thể tư vấn, đóng hàng, gửi hàng, ship cho quý vị các bạn trong toàn quốc. Và hiện giờ thì bên mình cũng có tuyển các cộng tác viên và các đại lý ở các tỉnh. Hiện giờ thì mình đã có đại lý ở Bắc Ninh, đại lý ở Vũng Tàu, ở Hà Nội thì mình cũng có 3 đại lý rồi. Thì hy vọng thời gian tới thì mình sẽ có thời gian mình di chuyển đến các tỉnh ở khu phía Bắc này để mở rộng các cái phân phối. Thì quý vị và các bạn có nhu cầu làm đại lý thì hãy liên hệ với bên mình để bên mình có thể trực tiếp qua tư vấn đến tận nơi ở khu phía Bắc nhé. Thì về chia sẻ